về thăm trường cũ, cô giáo Hồ Văn Cường tiết lộ con người thật của nam ca sĩ. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, Hồ Văn Cường đã có dịp về thăm trường cũ. Hồ Văn Cường là một trong những ca sĩ trưởng thành từ một cuộc thi âm nhạc. Chặng đường sau đó, Hồ Văn Cường nhận được sự dìu dắt của mẹ nuôi Phi Nhung và hiện tại là danh ca Ngọc Sơn. Dù tập trung cho con đường học tập cũng như nghệ thuật, tuy nhiên nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, Hồ Văn Cường cũng tranh thủ về thăm trường cũ lẫn các thầy cô giáo đã dìu dắt anh chàng lên người. Mới đây trên trang cá nhân, cô giáo cũ của Hồ Văn Cường đã có những chia sẻ về nam ca sĩ, đồng thời tiết lộ con người thật của Hồ Văn Cường. Theo đó, người này chia sẻ, cô ơi, Cường vẫn là cậu học trò nhỏ của cô như ngày nào. Lúc bé được cô yêu thương giúp đỡ, lớn lên cô vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước đường của Cường. Hôm nay ở đây, tự dưng cảm xúc ùa về, nhớ về lúc còn nhỏ, nhớ về những chuyện đã qua, không cầm được nước mắt. Cường vẫn muốn là cậu học trò nhỏ như năm nào, được khóc trong vòng tay cô, được cô yêu thương bảo vệ, là cậu bé nhút nhát được cô chỉ dạy. Dù Cường có lớn lên bao nhiêu thì Cường vẫn mãi là cậu học trò ngoan, hiền lành, lễ phép ngày nào. Có thể thấy qua chia sẻ của cô giáo cũ Hồ Văn Cường, nam ca sĩ vẫn lễ phép, ngoan hiền như cậu học trò ngày nào mà cô chỉ bảo. Mới đây cũng trong một buổi phỏng vấn nhân dịp ngày 20 tháng 11, Hồ Văn Cường cho biết hiện tại anh vẫn gắn bó và giữ mối quan hệ với những người đã giúp đỡ mình. Dường như thầy cô cũng hiểu được tính cách, hoàn cảnh, gia đình em như thế nào nên luôn luôn giúp đỡ. Dù không giúp đỡ về vật chất nhưng luôn hỗ trợ em về mặt tinh thần. Vì thế em luôn ghi nhớ và biết ơn những thầy cô, Hồ Văn Cường chia sẻ.